Ngay từ những cuối tháng năm này, thị xã Cửa Lò đã đưa vào khai thác tuyến phố đêm Nguyễn Huệ ở phường Nghi Thu. Tuyến phố đêm được tổ chức vào các buổi tối thứ bảy hàng tuần, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn. Đây là một sản phẩm du lịch mới, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực địa phương về đêm cho người dân và du khách khi đến với biển Cửa Lò. Tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, hiện tại thì thấy không khí rất là vui, nhộn nhịp và nhiều các chương trình vui chơi giải trí. Có cái không gian rất là rộng để cho mọi người mà tất cả các du khách cùng được tham quan thưởng thức. Thì cảm nghĩ của mình sẽ chắc chắn sẽ đến đây nhiều lần nữa. Trước hết là xây dựng các cái kịch bản vào buổi tối thứ bảy hàng tuần dưới sự là chỉ đạo và kiểm soát nội dung của phòng văn hóa, rồi phối hợp với các cái trung tâm thanh thiếu nhi, các cái nhóm văn hóa nghệ thuật ở trên địa bàn xây dựng các cái kịch bản để là kéo phục vụ nhân dân vào các thứ bảy tuần. Xu hướng hiện nay của người dân khi đi du lịch hè, ngoài những địa điểm có biển thì các khu du lịch sinh thái với không gian xanh mát, rộng rãi rất thích hợp để khám phá trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa cũng là sự lựa chọn của nhiều du khách. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều khu du lịch sinh thái ở Nghệ An đang tập trung đầu tư làm mới cơ sở vật chất, đa dạng các sản phẩm dịch vụ, tạo điểm nhấn thu hút du khách, nhất là vào những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ lễ. Bắt đầu từ tháng 6 này thì các quận viên cũng cơ bản gần như đã hoàn thành xong để phục vụ khách trước mắt, như là các cái cánh vi lá cũng như các cái khu vực ăn uống trong nhà và bãi cỏ để cắm trại vui chơi cho khách ăn uống ngoài trời, và các cái mô hình hồ tự nhiên để khách có thể chụp tham quan, và các mô hình vườn chim vườn thú thì cũng đã gần như hoàn thành và đi vào hoạt động. Mùa hè năm 2024, du lịch Nghệ An thực sự là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được đưa vào khai thác, như chinh phục đỉnh Busay Lai Leng cao 2.720m, khám phá cung đường miền Tây Nghệ An, trải nghiệm chèo thuyền cây giác tại đảo Chè, Thanh Chương. Tổ chức thực hiện tuyên truyền các cái doanh nghiệp và các cái điểm đến du lịch là làm mới cái sản phẩm của mình, rồi về đảm bảo về an toàn môi trường, an toàn cho khách du lịch tại các cái điểm như là Vin của Cơ Hội, phối hợp với thị xã Cửa Lò để rồi triển khai cho các cái đơn vị đó, người ta đẩy nhanh cái tiến độ là hoàn thiện các cái hạng mục xây dựng để tạo thành cái khu vui chơi, khu thương mại tại Cửa Lò để tạo cái điểm nhấn cho Cửa Lò để thu hút khách du lịch trong thời gian tới. Mùa hè luôn là thời điểm vàng của du lịch nội địa. Với nỗ lực đổi mới sản phẩm, tăng cường quảng bá, kích cầu, du lịch Nghệ An kỳ vọng sẽ đón phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách lưu trú trong dịp hè 2024. Vượt chỉ tiêu đề ra đón 5,5 triệu lượt khách lưu trú trong cả năm nay.